Kênh Tất Bà Rịa Ông Thầy Gia Đại Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm đồng sở hữu nha quý anh chị ha. Thì trong đây là có hai lốc nha quý anh chị, hai bên ha. Cứ mỗi lô là ngang 6 sâu 15. Mỗi lô là đã có là 60 mét thổ cư nha quý anh chị. Nên là ở khu vực này là chủ bao cho giấy phép xây dựng và xây nhà thoải mái, có thầu luôn quý anh chị ha. Chủ cần tiền bán chỉ có 340 đến 350 một lô thôi nha quý anh chị. 340 350 một lô thôi. Thì anh chị ở đây anh chị cũng thấy được rằng cũng có 4 5 cái nhà 7 8 cái nhà đang xây rồi nha quý anh chị ha. Đất mình là phủ hồng, có thổ cư sẵn nên là anh chị an tâm xây nhà thoải mái nha quý anh chị. Pháp lý là ok. Nó chỉ là đồng sở hữu thôi quý anh chị ha. Anh chị muốn là bây giờ là chủ bán F0 nên là anh chị đứng là đầu trên sổ luôn nha quý anh chị. Đó. Thì từ vị trí của mình anh chị đi biển khoảng độ tầm 3 km thôi nha quý anh chị, là tới biển Phước Hải, biển Lộc An ha. Đó. Ở đây là được cái là vị trí là cách cái ủy ban khoảng độ tầm 500 m thôi, chút quay ra quý anh chị xem ha. Cách đường ven biển 500 m cho quý anh chị. Ở đây là điện nước rồi đèn chiếu sáng các thứ đầy đủ hết rồi quý anh chị ha. Ở phía trong, đoạn trong cũng xây nhà và đoạn đầu này cũng xây nhà rồi quý anh chị ha. Đường này là đường thông, hai ô tô tránh nhau thoải mái nha quý anh chị. Nhà xây thoải mái ha. Cái này tất cả những cái nhà này đều có giấy phép các thứ đầy đủ hết rồi quý anh chị ha. Chứ không phải là xây chui đâu nha quý anh chị. Nó chỉ là đồng sở hữu thôi. Đất mình là phủ hồng, chút nữa em quay cái quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Thì anh chị nào mà tài chính thấp thì cứ liên hệ cho em nha. Đây cái nhà này là đang rao là hơn 700 nè. Nó đan nhà này là cũng đồng sở hữu luôn nha quý anh chị, có hai phòng ngủ, phòng khách, toilet ha. Bên này đang làm móng xây lên nè. Ở đây là đường điện nước đầy đủ luôn. Đường thì đang đổ nhựa nha quý anh chị, đường ô tô chạy thoải mái ha. Đó, trước mặt mình là ủy ban dân xã Phước Hội, mặt tiền đường ven biển luôn nha quý anh chị. Đường ven biển này anh chị thì quẹo trái đi về Hồ Tràm khoảng độ tầm 10 km về La Ghi, Bình Thuận, Bình Châu rồi các thứ quý anh chị ha. Còn quẹo trái là đi về 44A đi về biển Phước Hải nha quý anh chị. Bên tay phải mình là trung tâm văn hóa cộng đồng, là sân bóng của xã Phước Hội ha. Còn đối diện là ủy ban. Phía bên sau lưng ủy ban thì có trường học nha quý anh chị. Nói chung ở đây là gần chợ, trường học, ủy ban, biển khoảng độ tầm 3, biển thì 3 km rồi. Còn chợ ủy ban thì khoảng độ tầm hơn 2 km là đến ha. Ủy ban này cách mình có khoảng 500 m nha quý anh chị. Hướng này ra 4A nè. Về khu trung tâm Đất Đỏ nha quý anh chị, còn hướng này là về biển Lộc An. Biển Hồ Tràm quý anh chị ha. Thì nói chung là anh chị nào mà tài chính ít thì cứ liên hệ cho em nha. Đồng sở hữu đứng trên bìa luôn nha quý anh chị. Giá chỉ có 340, 350 tùy lô quý anh chị ha. Anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ cho em nha. Giờ thì anh biết rồi, anh chị biết rồi, lô đất bình thường thì nó ra vào tỷ, hơn tỷ rồi. Thì nếu mà anh chị nào mà tài chính ít mà xây nhà ok thì cái này là quá tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Để em quay sơ cái quy hoạch cho quý anh chị xem. Thì quy hoạch của mình là phủ hồng hết, đã có sẵn thổ cư rồi quý anh chị ha. Mỗi căn là có 60 mét thổ cư nha quý anh chị. Còn vị trí của mình đây, ngay cái chấm xanh này quý anh chị ha, thì anh chị cũng có thấy ngay chấm đỏ thì anh chị có thấy là cách biển khoảng độ 3 km nha quý anh chị. Tới là chính chủ đứng ra nhận cọc quý anh chị ha. Hạn khoảng độ tầm chưa tới 1 tháng là công chứng nha quý anh chị. Em xin mến chào quý anh chị ha.